Giá vàng hôm qua đồng loạt sụt giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng miếng SJC giảm nửa triệu đồng mỗi lượng, còn vàng nhẫn giảm tiếp 200.000 đồng một lượng, xuống dưới 83 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng SJC như sau: mua vào 82.500.000 đồng một lượng, bán ra 84.500.000 đồng một lượng. Giá vàng các loại của công ty vàng bạc đá quý Kim Long Đồng Tháp niêm yết như sau: vàng nhẫn trơn và ép dĩ KOG 4 số 9 mua vào 8.100.000 đồng một chỉ, bán ra 8.200.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang kim long KOJ 24 carat mua vào 7.950.000 đồng một chỉ, bán ra 8.150.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang cao cấp kim long KOJ 18 carat mua vào 5.650.000 đồng một chỉ, bán ra 5.950.000 đồng một chỉ. Về tỷ giá một số loại ngoại tệ thông dụng, theo niêm yết của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đồng Tháp như sau: đô la Mỹ mua vào 24.640 đồng, bán ra 25.030 đồng; đô la Úc mua vào 16.275 đồng, bán ra 16.968 đồng; euro mua vào 26.493 đồng, bán ra 27.947 đồng; bảng Anh mua vào 31.653 đồng, bán ra 33.000 đồng; yên Nhật mua vào 160 đồng, bán ra 170 đồng.